Xin chào tất cả mọi người, làm thế nào để có thể kinh doanh thành công? Em chắc là rất nhiều người đang lo lắng và đang có cùng một câu hỏi đấy giống em và giống các bạn ở ngoài kia. Và em xin trả lời với mọi người rằng với kinh nghiệm 6 năm kinh doanh online của em thì ngày hôm nay em đã đúc rút ra được một kinh nghiệm vô cùng quý báu. Đó là em biết rằng lỗi sợ của mọi người đó là không biết viết bài. Thứ hai, không biết làm video, không biết lấy ý tưởng video từ đâu, đúng không ạ? Thứ ba, đó là mọi người không biết làm sao để có thể nói chuyện được với người lạ, đúng không? Hay thứ tư, đó là chúng ta không biết làm thế nào và chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu khi chúng ta mới bắt đầu kinh doanh online, đúng không ạ? Và đặc biệt một điều là chúng ta sợ sự bỏ rơi. Và với những cái nỗi đau đó thì bản thân em trước đây đã từng rồi. Em kinh doanh nhưng mà em không được một ai dẫn dắt. Và em kinh doanh nhưng mà em không biết phải viết bài, em không biết phải làm bất cứ điều gì. Và mọi người có thắc mắc làm như thế nào để em có thể vượt qua được điều đó không ạ? Đó, thì ngày hôm nay đối với bản thân em thì em đã có được một cái quy trình để có thể tự viết được những cái bài content do chính mình nhá, do chính mình viết. Tại vì bản thân em đã mở đến 5 khóa content dành đào tạo cho mọi người rồi. Thứ hai, đó là những ý tưởng video vô cùng đột phá bằng cách mọi người có thể là thứ nhất tham gia cái khóa video, thứ hai mọi người có thể lấy ý tưởng từ những người khác cực kỳ đơn giản. Thứ ba, các bạn nói rằng các bạn không biết bắt đầu từ đâu. Đừng lo, tại vì chúng ta đã có sự kèm cặp, sự dẫn dắt rồi. Và trước đây em và đội nhóm của em cũng đã từng không biết phải làm gì. Và đến hiện tại bây giờ em đã dẫn dắt và đã hướng dẫn được cho rất rất nhiều người. Họ kinh doanh online và đến bây giờ bạn ấy đã có đội nhóm. Và các bạn ấy từ những mẹ bỉm sữa hoặc là từ những người bạn công nhân, các bạn nói các bạn không biết làm sao để có thể tiếp cận được khách hàng, thì offline bọn em đã có được một cái quy trình để cho mọi người bán offline, mọi người đi chợ, mọi người có thể bán tại trong công ty hay online, hay online thì các bạn nó có quy trình để có thể viết bài, quy trình để có thể quay video, hay là quy trình để các bạn ấy có thể là tư vấn khách hàng. Và đấy là những điều mà các bạn đang lo lắng. Và đặc biệt một điều nữa, các bạn sợ bị bỏ rơi và các bạn sợ sẽ không được dẫn dắt, sẽ không được đào tạo kèm cặp, đúng không ạ? Và ở đây bọn em có giải pháp, đó là kèm cặp 1-1 dành cho mọi người. Yên tâm rằng mọi người chỉ cần làm thôi, những kiến thức thực chiến này là dành cho mọi người. Những kiến thức mà chỉ cần em nói thôi là chắc chắn mọi người hành động, mọi người chắc chắn sẽ ra kết quả. Không có một ai là người không có kết quả cả. Nếu không có kết quả chẳng qua bạn không làm mà thôi. Đó. Và nếu như các bạn đang thực sự muốn kinh doanh online thì hãy inbox trực tiếp cho em. Thêm một câu nữa, mọi người lo lắng rằng vốn mọi người không có nhiều, đúng không ạ? Đừng lo, tại vì là đối với khi mà các bạn kinh doanh sản phẩm Dạ Thảo Liên hay các bạn mà mới kinh doanh online thì vốn của các bạn vô cùng đơn giản, chỉ 375k, 400k là các bạn đã có ngay được 5 sản phẩm để kinh doanh online rồi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy inbox trực tiếp cho em Mai nhé. Tạm biệt mọi người.